Em chào các bác. Hôm nay mùa này đang là mùa kiếm, có rất là nhiều kiếm nở các bác. Như cây này là cây anh tím Thái Nguyên, rất là đẹp các bác, hoa rất dài. Những cây Thái Nguyên thì thường bao giờ nó rất là đẹp, to dài các bác. Cây này cây Minh Tuyết, nụ nó chi chít như kiểu cây Điện Biên ấy, nó không khác gì cả. Cần hoa có thể dài cả mét các bác, rất là đẹp. Cây Minh Tuyết nó là cây, một trong những cây em thấy thân thủ và hoa là to nhất trong dòng kiếm lộ hội các bạn. Đây cây Tuyết Vân này thì nó là rẻ nên là nó cần hoa nó rất là ngắn, cần hoa nó không dài đâu các bạn. Với cả cây đấy nó thân bói nữa. Còn cây dưới đây là cây cánh bầu Thái Nguyên, nó là cây rất dày đẹp, nó là cây rất dày đẹp các bạn. Đây là cây trắng Hà Đông, trắng Hà Đông như những cái chậu đang hoa rất là đẹp. Có cái cây hồng này thì ngày trước em sưu tầm cây hồng này, giờ không nhớ hồng gì, nuôi mấy năm nữa có hoa các bạn. Đây là cây Kiều Châu, đây là cây trắng Hà Đông các bác. Với những một giò trắng Hà Đông như thế này thì mà nó khoảng tầm 400.000 các bạn, 400.000 chậu đang hoa. Còn cây bên này là cây Hoàng Voi. Hoàng Voi là một trong những cây rất là đẹp các bác. Hôm nay em bán được cây Hoàng Voi các bác. Còn đây là cây Củ Chi, năm cây trắng Củ Chi. Còn dưới kia là cái cây Hồng Tiểu Điệp. Hồng Tiểu Điệp cũng rất đẹp. Nói chung là nó đều là cây đẹp. Đây em chuyển sang mấy cây bán đấy. Mấy cây em bán hôm nay thì là có cây Việt Bắc, cây Kim Bôi và cây Hoàng Voi các bác nhé. Việt Bắc, Kim Bôi, Hoàng Voi. Thì mấy cây này thì giờ nó cũng rẻ nên là em có những cây nhỏ nhỏ quá thì em ghép đơn vào. Nó khoảng hơn 100.000 đơn này các bác. Từ 100 đến hơn 100. Từ 100 đến 150 một đơn thôi. Cây Việt Bắc này thì nó là cây mắt blue, rất là đẹp, thân thủ đẹp, hoa đẹp các bác. Rất đáng sưu tầm. Thì các bác sưu tầm thì nhắn em nhé. Đây là hai cây đơn số 1. Hai kỳ nó khoảng 13 cm. Hai kỳ không bằng nhau. Hai kỳ khoảng 13 cm. Em bán 150 các bác nhá. Cái số 2 cũng 150 luôn. Số 1 số 2 đều 150. Thì nó đều khoảng 13 cm hai cái các bác. Nhưng cây số 1 thì nó cái cái dài, còn cây số 2 thì hai cái đều nhau. Còn sang cái bên cạnh này thì nó là cái cây Kim Bôi. Nằm trong cái bộ cây này nó cũng dạng nhiều cây Việt Bắc ấy. Nhưng thân lá nó khác. Thân lá nó khác các bác. Còn hoa thì nó dạng như cây Việt Bắc. Nó năm cái trắng mắt blue. Mắt blue thường thì nó không được trắng tinh, thường là như vậy. Tại vì nó màu nó kiểu dạng trắng khác, trắng. Nó không phải dạng như cây Củ Chi đâu các bạn. Một cặp này thì nó là 12 sen, em bán là 150. Một cặp số 3 2 kỳ. Đấy, còn cây số 4 này 1 kỳ 8 sen 100. Đấy. Cây số 3 là 2 kỳ là 150, còn cây số 4 1 kỳ 8 sen 800 là 100 các bác. 100.000 là cái cây Kim Bôi. Còn đây em chuyển sang cây này, cây trắng Hoàng Voi, một cây cực kỳ đẹp. Cái trắng Hoàng Voi các bác nuôi to, thân thủ to, hoa phê. Thì chúng rất thích, em nhìn cái cây trắng Hoàng Voi này em rất thích luôn. Nó là bông to đẹp thơm. Mùi hoa to, em nghĩ là trong cái dòng cây trắng này, cây này nó nằm trong gọi là dạng đứng đầu luôn đấy. Rất là đẹp, thân thủ to, thân dài 1,5 m 2 m. Rất là to các bạn. Những cái kỳ của nó là cái kỳ toàn là kỳ từ năm ngoái đấy các bác. Kỳ năm ngoái trên thân bây giờ em mới cắt nó ra. Thì đằng nào cắt nó ra mầm rồi cắt để nhân giống các bác. Cái cây Hoàng Voi này thì có 4 đơn. Thì cái đơn đầu tiên này là đơn số 5, trắng Hoàng Voi số 5, 2 kỳ 6 sen 100.000. Cái này nó cái trên nó ra mầm rồi các bác. Cái trên ra mầm. Cái trên đã ra mầm. À, còn cái thì chưa ra mầm. Em sang cái này là cái số bận. Số 6 là 10 sen 1 kỳ nhé. Cái số 6 10 sen 1 kỳ 100.000. Cái số 7 1 kỳ khoảng 20 hơn 20 sen, cây này có nụ là 150. Cây này có nụ các bác nhé, 150 cây này. Có một mầm gốc này, có nụ. Đấy, còn cái số 8 này thì là không có nụ. Thì nó khoảng tầm hơn 20 sen thì cũng là 150. Nhưng cây này không có nụ các bác nhé. Không có nụ. Nó đều lên một mầm. Em để trên thân. Thì các bác sưu tầm cây nào thì liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.